Anh ơi, vất ngần mát rồi. Đây cầm về cho ông nấu miếng. Vẫn ngon nha đi. Đấy là đây nhà chị chủ tí em ăn nốt. Đấy này đưa lên hẳn hai mấy này. Thôi để em lấy tí ăn. Giờ ăn sớm quá. Chị nhỉ? Giờ ăn sớm có tí nữa 9 giờ ăn tiếp. Thì gà thì mang vào bỏ vào xào, mang vào đi, mang vào nha. À, thế không nấu được nữa à? Không, mang để mai cho ăn được. Không để tí giờ ăn thế nào vậy? Mang nó có ngon mà sao lại vất đi phí vậy? Mang ngon. Ngon mà vất đi. Qua đi mà không ăn được thì để đổ đi. Để mai nấu đi. Ừ, mai sao ăn được? Tưởng để nó